tiệc nào về á, thì event sự kiện nào về tụi em cũng phải đi ra ăn ở ngoài quý vị. Đói quá. Sao Ngọc Anh Kim đã hay sao? Đói ăn quá. Được không? Ủa không cho ăn luôn hả? Không biết có cho ăn không mà giờ cuối cùng mình ngồi chơi. Ủa mình đâu tới trễ đâu ta. Mình tới sớm mà đâu có đồ ăn đâu. Không, sớm thì không sớm. Cái chương trình này chương trình vạch mặt Ngọc Anh Kim không quý vị. Ủa một cái tiền đó hả, chơi không mà không cho ăn, đói rụt rã luôn vậy đó. Ừ, một năm khai trương hàng chuyên giờ nè, hiểu tại sao Ngọc Anh Kim giàu rồi. Tại vì đãi tiền không cho ăn. Andy Thái mặc áo đàn ông quá quý vị. Không, có ăn. Thái, chi cho tôi một con gấu rồi Thái. Thái ơi. Gấu này bị handicap rồi. Trời ơi, cái con gấu đó rụng cái chân rồi kìa. Đúng cái tay. Con này chắc là tôi dục nó quá, tôi dục nó bị gãy. Không, mai lại. Con nó bị mất một tay rồi đó. Thôi mai lại. Hồi Mimi mới nãy mà cho Mimi chơi trò chơi kia là Mimi lòi ra. Mimi lấy bằng cái con bình hồng cái tay anh mai mượn coi. Tháo ra ừ. Thôi rồi con nó kiếm con nào đẹp để nó ghè vô áo nó được rồi. Cái con này tội nghiệp nhất, anh phải về lấy chỉ em mai nó lại. Ủa còn một cái tay mất tiêu rồi. Vinh đâu có cần cài gì, Vinh vẫn đẹp, tại vì cái ngực Vinh nó có Vinh đơn giản thôi. Cái đô nó có cái vòng ngực hết trơn. Ủa đúng giùm ngực anh đâu, anh giùm bầu anh. Anh che mà. Cái này là được má Năm ở dưới trường Phật tổ cho. Ồ má Năm cho hả? Đẹp quá vậy. Cái sợi dây luôn. Ôi, mà bằng vàng trắng luôn hả? Má Năm mà bán bánh bột lọc đó phải không? Ồ má Năm giàu quá ha. Đầu tư cho Vinh nguyên sợi dây này luôn, ghê thiệt chứ. Trời ơi, má Năm bán bột lọc không á, bánh bột lọc với lại đồ chai thôi đó mà tặng cho Vinh nguyên cái dây chuyền. Sao tôi vậy? Thì tôi không thích quảng cáo. Nhưng mà cho tôi nói sơ chút chuyện tiện được không? Cái này khi cứ nói đi rồi tôi về tôi cắt. Chọn cái này sẵn là kiểu gì sợ. Đang chửi. Một á là nếu muốn giữ thì mình trả tiền, thay vì tôi lấy người ta nguyên vẹn thì tôi lấy 50% okay, hiểu không? Tôi ghét quảng cáo lắm nhưng mà tôi nói sơ chút xíu thôi. Là nếu mà cho tiệm của tôi nhưng mà có tới làm mà về xăm á, về ủa có quay không hay là cắt vậy? Có quay đó mà về cắt sau hiểu không? Sẽ được tặng là 200 đồng luôn á nha. Trời ơi, tặng cái gì vậy? Không, bây giờ vô tôi lấy 200 đồng tôi đi về được không? Được. Đi quýnh phụ mà. Ê, mấy nãy Ngọc Anh Kim nó đâu yêu cầu làm đâu, nó cho tôi tới 500 luôn kìa. Làm gì? Đâu có. Bà ngồi mà bà lạ làng mà không có tên tôi ngồi hoài mà không có tên tôi, bà cũng làm dữ lắm mấy rồi. Vậy hả? Hai cái cháo. Hôm nay đi ăn cháo lá dứa quý vị. Rồi cháo lá dứa ngon lắm luôn á. Cái chủ nhân này bán cháo cũng chắc cũng ngon quá chị. Ngon lắm, cháo đây ngon lắm. Ăn chưa? Ăn rồi. Ăn nào? Ăn người ta mua cho ăn. Trai mua cho ăn. Cho anh năm cái thêm cái chén nữa nha bạn. Thêm một cái chén nữa dạ. Nha cưng. Để cho em đốt lửa lên cái nha, từ từ. Đói lắm hả nha. Đói sắp ngất luôn rồi nè. Ủa cháo tôi có nấu nữa giống lẩu vậy em. Rồi anh đi ăn tiệc về đó em, mình nó đói vậy đó. Cả nhà ơi, cả nhà. Ôi, hôm nay là đi một cái tiệc về mà tụi em nó bị đói meo râu, không có gì ăn hết trơn á. Bây giờ phải đi vô một cái quán ăn ở ngoài Mô Sa, rất là ngon luôn. Cái làm thảm đỏ. Nói chung là em đi Thái thì không có đi tiệc, anh em đi Thái nghe nó ăn bay. Ở nhà có. Trời ơi, sao con bé nó cái gì vậy? Trời, nó để cái muỗng ngay đây luôn. Cái miếng lèo nước lèo à, vậy có. Trời ơi, em mua em để này em đốt lên cái muỗng luôn nè. Cái muỗng nó nóng luôn kìa, mọi người bỏng tay luôn á. Em ẩu quá. Nếu muốn dập thì em dập. Thôi, là em dập cái muỗng á. Nó nóng bên sáng luôn nè. Mọi người bỏng tay luôn nè. Không phải, cái khúc này thôi nè, chắc ôi trái rồi nè, thấy không? Bỏng lên đây nè. Ở đây người ta phục vụ mà hả? Thì em bán nha kìa, cũng nó quen. Ủa chương trình ở đây là thấy ở đây không phải là mình. Không, tại do mình đã tiếng à. Đỡ lắm nha, ở đây không có lỗi. Dạ, 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 dạ. Ủa nước quá trời, có 4 ly hả? Em đi Thái chưa có kìa. 5 ly rồi. Cái này cũng nóng không hả? Lát nữa về nha, lấy cái cơ mở kia cho. Dạ, không có bị luôn. Ừ, làm trước đi cho. Nhớ chị, nó không cua ra. Thì mấy đứa đừng có đi. Mà là lấy đi nha. Ở đây không có một đủ. Ở đây là những cái bán của bà. Ở đây bán chi cô là tự. Ủa, uống đây mày, uống đi, để uống này cũng được. Uống đi. Cái này của ai? Sao đi. Hello. Em dập, em lấy bánh cái này ra đi.
dập đi, dập đi. Nóng dập đó hả? Bây giờ lấy cái môi để vô được không? Để vô trong cháy không? Lấy lưỡi bỏ vô. Sao mấy lại đi, không rủ cái tủ đi. Thôi, mà xấu cái chùi đi, không có đi nhắc kia rồi. Cầm lộn rồi. Ủa rồi, của tôi cái nào? Đưa nó cầm nè đi. Nó ném đi qua đây mấy lần gì đó. Qua đây mấy lần, có qua đây mấy lần cô gái. Ủa trứng mà có nửa trái là ai ăn ai nhận ta. Nói cho đây là một cái một phần á. Dạ, nghe nó có đủ món nha. Thôi kể thêm ly nữa đi. Rồi coi, chú đề cử làm cho tặng đi. Cái mây mây. Hello bà chủ. Ui bà chủ. Ai chỗ bà đâu bà. Bà không chơi quá. Chú cũng hai chết thôi. Trời ơi. Này Vinh, dạ. Vinh chuẩn bị đập quà của Vinh. Ê, bây giờ con Mimi nó tặng quà Vũ Quang Vinh, nó bây giờ có ai đoán là tặng gì không vậy? Ủa, Thái. Mới đem Vũ Quang Vinh qua cả năm rồi đó. Mimi vô đi Mimi. Cả nhà ơi, hôm nay tụi em đi ăn cháo đêm mà Mimi tặng con chết rồi xong rồi cũng cái món này à. Thấy cái túi. Không, cái túi cà rô, cái túi này quen thuộc lắm luôn á. Nè, cũng Best Bath Body Works nè. Chắc luôn. Đó nè, cũng đèn cày nè. Nếu mà mày không giống tao con mày luôn. Cái này là quà sinh nhật của anh đó. Trời ơi, cả năm rồi đó. Cái năm mới đây à. Sinh nhật của Dương tháng mấy rồi ta? Tháng 9. Rồi. Lâu rồi đó. Tháng 11 chứ nhiêu. Em quên. Rồi. Giống không? Ý. Đó. Next. Trời ơi, đèn cày. Đó, đi gian luôn. Next. Đèn cày nè, đèn cày nè, tới đèn cày nè. Giấu không? Trời ơi Mimi. Bộ mày đại lý sĩ. Nó y chang. Ủa sao kỳ vậy? Nè, hỏi xin nhỏ. Nó y chang. Nó không có luôn. Không có luôn. Cái đó không có giống thức của Huy luôn. Y chang luôn. Trời ơi. Dễ sợ Vinh. Trời ơi Mimi ơi, thiệt tình luôn với Mimi. Tao mới tại sao mà cái đầu mày sao Mimi. Cái này khác nha. Cái này đẹp nha. Cái túi mới, cái túi nó đẹp á Vinh. Không, cái này Vinh đi làm đựng lên cho người. Không, cái túi này cho Nga đi. Cái túi này hợp với tôi nè. Cái gì vậy? Tôi hợp, giới tính tôi hợp hơn. Giới tính mà đàn ông mà. Không, Leon sách cho nó bê đê lắm. Đưa đây cho tôi đang bình sách. Trời ơi, Vinh phải xách đồ về chứ. Trời ơi, cái này cái... Ê Mimi. Dạ. Bộ mày ghiền cái này lắm hơn Mimi sao mua hoài. Cái này là ok cho. Không phải biết sao, tại Mimi có nhiều thẻ return, mua đồ return đó. Không có hả? Không phải hả? Hết thẻ return rồi. Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao mình nó mua giống nhau hết nè. Ờ mà y chang luôn. Y chang luôn, không khác gì luôn hết. Mà cái chai sữa tắm này mắc lắm á nha. Cái đèn cầy nó chung cái gì cũng mắc. 16 ngàn năm, 16 đồng rưỡi nè. Ủa 13 đồng rưỡi nè. Chút xíu à. Buy one get one. Chút xíu à. No. No. Cái này new therapy là mới. Không phải buy one, nếu mà nói buy one get one là nói qua 40%. No. Cái theo bị không có. Cái này nó không có. Không có bao quanh cái quanh. Anh đi vô anh mua đi, không bao giờ có bao quanh cái quanh. Này để làm gì vậy? Cái này sugar scrub. Mọi người ơi, thì hôm nay là tôi đi ăn cái quán là lạc nhạc của Bosa. Phi Tico Bosa. Thì nói chung á là Mimi là tặng quà cho Vũ Quang Vinh và cho bữa đây là tháng 9. Tháng 9 bây giờ tháng 12 nó tặng quà. Nhưng mà cũng hai ba tháng. Nhưng mà nhớ là được tôi cũng chưa tặng gì mà bây giờ nó Mimi nó đem quà tôi tặng mọi người. Ủa Nga mà tặng gì cho tôi chưa Nga? Bạn hết trơn rồi đó. Ấy con mua nước ra là xong rồi. Có tiền Hey, cái này dễ thương nè, cái hình ảnh này Thái rất là trung thực nha quý vị. Lau nước cho Thúy Nga. Trời ơi, lau quá trời lau mà không sạch nước. Biết sao để lau không? Không lau mốt người ta thấy mặt mà ta không có cho vô nữa. Nói nhiều mình đập hoài. Ê, mình bàn luận tiếp. Ơi, Mimi vô mình vô tiếp. Thì nói chung là tính là tụi mình cũng nhục cho Mimi nó cũng còn nhớ. Chứ tôi với Thái là đâu có nghĩ cạnh là em đâu. Không, nhưng mà bữa giờ cũng hẹn rồi nha. Tôi thì không biết chắc tôi lo rồi đó nha.
giải đó. Chưa có may luôn. Đó là chuyện của bạn. Đó thì tôi tặng cái giải đó. Có luôn hả? Đó. Đó không? Tôi tặng cái chết rồi đâu. Chết lủng nha. Mà tôi đâu nói chưa, em đem lấy đi được lấy bực. Nghe chết lủng. Tại chú, em dẹp cho chị trong phòng nhà mà. Thôi để chị lấy trước đi. Mình đi. Dinh nhà em còn cái luôn. Nha. Dinh đàn ông. Mimi nó có gần 30 cái giọt. Thì ai cũng có hả? Đó, em Mimi, đồng ở đây cũng không có mà. Coi chừng Christmas mình nhận bài giống vậy nữa đó. Ủa Mimi, bây giờ nói thì tại sao ai cái năm nào cũng có nhiều món quà tặng quà vậy? Đây nghe, mà đừng nói quen Mimi 10 năm rồi. Đấy mà đám bụi nha, bụi quá trời. Nè, nè, cái này giống như 10 năm mà bụi quá trời luôn. Bụi. Để cao không? Có, cái này mình lấy được cao không? Lấy cao sao lấy được? Ồ. Mimi là nhóm mình à. Không. Đây đứt. Có biết gì không? Vậy Nga, nó cho anh Vinh tự nhiên nó nói biết Leon là sao Nga. Và tự nhiên Nga, quà này cho anh Vinh. Bụng viên thì sợ luôn. À, tự nhiên quà cũng nhìn chứ biết đi không? Mình em thấy trước vấn đề tao cũng nhìn chẳng còn xài chưa? Năm sau cũng hãng này mà cái màu mùi khác tôi nữa. Đâu em thấy đâu này cũng quá, tôi thích cái mùi midnight. Midnight rose. Yeah, midnight rose con đó. Trời ơi. Trời ơi cả nhà ơi, em quen với nó mười mấy năm, em có mười mấy chai ở nhà luôn. Đây cũng là gì phải không? Thôi mọi người ơi, hôm nay là một cái buổi ăn tối, nói chung là tụi em cái quán này tĩnh lặng lắm, tụi em hầu quá, mọi người bỏ đi rồi. Dẹp chân rồi. Chị bỏ em đi hả? Ồn quá chị. Ủa đi đâu mà mặc áo dài đẹp vậy quá? Đi đâu vậy? Đi chụp hình hả? Trời ơi, nửa đêm mà chụp hình nữa. Lâu lâu rồi, một tối rồi. Anh chụp đi vào 2 giờ chiều giờ, thầy sẽ đẹp quá 1 triệu 2. Năm nay bỏ mà. Ba con, ba cháu. Cứ nghe cho nào rồi về. Tôi nói đi rồi, nhắm cái mặt. Ê Vinh, mày có đợi gì nữa mà nó kêu dữ Vinh? Đợi. Đâu tôi mua về đó. Rồi bây giờ ai trả tiền nè? Trời ơi. Của ai trả vậy? Mimi. Của Mimi trả hả? Ừ. Trời ơi. Ê, tụi mình quê hoài vậy ta. Mimi nó vừa tặng quà cho Vinh mà nó vừa trả tiền. Vậy là nó quê bà với Andy bị hay không rồi đó. Bữa nay là nó ăn mừng luôn, tặng nó tiền bố. Tiền bố gì vậy? Có bầu 3 tháng. Ủa vậy hả? Ủa vậy mà Vinh nãy nó có bầu 3 tháng rồi. Trời ơi, nói về cái vụ có bầu 3 tháng là cái duyên nó để kể cho nghe. Bạn Ái Đạp ngày nhập cái đống bà này. Ái đang chơi cái ghế, cái mà 14 ghế xe vòng vòng. Có con bé nó hơi tròn trịa, nó đang dạ lâm sâu lên đâu nha. Em có bầu sao em chơi chứ vậy? Em đi ra đi, em có bầu em chơi chứ vậy? Cái tôi nhìn vậy là tôi nó quên. Em mập. Em mập, em mập. Trời ơi, nhỏ nó chỉ có duyên quá. Ôi, nhỏ chưa chồng chưa con vậy đó. Như hồi nữa, nhỏ thắt đi vô, đi vô tiệm mua á. Nó mặt cao rộng đi. Ai rồi nói tầm thừa đó thì chắc chắn là điều gì vậy? Đúng rồi. Rồi em có bầu em chơi chi em đi ra đi. Ô, không phải em mập thôi em. Rồi nhỏ nó được chỉ có duyên quá. Rồi nhỏ nó chơi mà nó hầm dễ sợ luôn. Thì nhớ cái lần là em làm show của Lai chứ không cái show mà em dành cho Tuấn hát mà đâu thì đâu. Em có nhỏ bạn làm đây sợ thì buổi chiều kêu nó ra nhờ giúp chỉ bé cái đó nhỏ. Thì bình thường nó cũng hơi đô đô con cái xíu. Chỉ nhỏ chạy thấy bà nội luôn. Nó nói, bây giờ này mày mập hay không? Không, tối bây giờ nó chửi mày cho mày một trận nè. Hỏi sao vậy? Nó đang có bầu 8 tháng cho bác trẻ đó. Mà mày bắt tao chạy một vòng cái quân lại 2 tiếng đồng hồ vậy nhỏ đẻ luôn. Tự nhiên là nó chạy xảy nay đó. Tại em cứ nghĩ là ủa, ê giờ này mày mập lên bên nó không? Nó có bầu gần đẻ rồi. Mà không biết luôn. Không biết luôn. Mày bắt nhỏ. Hơn nó hơn, bữa nãy mình nguyên đá mình rủ người ta ra. Rủ người ta ra.
chạy rồi. Hồi nãy tôi thấy rồi, tôi nói theo là nghe đồn em có bầu hết. Nó nói, anh nhìn bộ em mà không biết. Có bầu không? Có bầu. Thế là như bụng bự. Bụng bự rồi. Con nhỏ đi luôn. Con nhỏ mà nên ăn uống cao hay là cao hả? Con nói là con Mai là bác sĩ. Mai là. Rồi, bao nhiêu nào? Cái từ ta ra rồi qua tới Mai ra. Em nhớ cái tên gì này. Ra tết cũng có cái ra đèn không phải nữa. Đúng anh đúng em nghe. À mọi người hôm nay thì là chương trình là ăn tối và đập hồn của tụi em thì vẫn là một những cái hộp cũ thôi. Không, nha. Hộp mới nhưng mà quà cũ. Cái hộp thì nhìn là biết là cái gì rồi nhưng mà đừng cái hộp đẹp nha. Đây mai nhớ tặng thôi các bạn. Ông đừng lo, Christmas mọi đứa có ông thần, Yvonne. Được hả? Yvonne, tôi bảo đảm bà luôn. Nhớ như Mimi cũng được, xài được một. Chỉ năm ngoái mình được đó đúng không? Còn Mimi bên nhìn. Ừ, ừ năm... chưa dần hết rồi đó. Ê, không phải, cái mùi nhà anh Quyền, anh nó làm cho anh nhức đầu. Thôi đưa em đi, anh thích xài mùi này. Ôi vậy hả? Tôi thích xài. Tôi mua sữa tắm, tôi cũng mua toàn mùi này không ạ? Mà tính ra có Mimi nó tặng cũng được. Cái này đâu phải sữa tắm, sao tự nhiên người ta kêu này sữa tắm, nó nhìn đâu có miếng sữa nào đâu ta. Cái này là sau treo sau khi sữa tắm. Vậy anh muốn sữa không? Vậy anh nhà có một chai có sữa tắm luôn á. Không, nhà ta cho Ross mua nhiều sữa tắm. Nó cái đó có ở Ross nó có đo bằng cái loại hoa sen với cái gì cái hạt nát màu xanh đó. Cái nát cái pistachio pistachio nát đó. Cái mình đọc ra đến mình ăn cái màu xanh với cái hoa sen đo xảy luôn. Ờ, sữa tắm á nha. Không, sữa tắm á. Đó, có đồ. Đó, biết cho biết là đó. Nói loại mà nó có hoa sen, mùi sen. Tôi sen. Có tắm nha. Ủa, bà có tắm nhiều loại sữa mà bà có tắm không mới là quan trọng. Có, tôi mua về tôi ngửi xong tôi đem rệt hơn. Cái gì nó có. Thôi đi về. Thôi đi về mọi người ơi. Thôi, bye bye. Nói chung là cảm ơn Mimi hôm nay là đã tài trợ hồi bữa ăn này và sinh nhật cho con gấu ngựa này là đã tài trợ tặng quà sinh nhật cho Dũng Quang Vinh và tài trợ một cái mũi ăn mặc với nhà với Andy không bao giờ tài trợ vô chứ mình chứ biết chứ mình nghe nghe nói mà khen cái quần bậy như cái bọc ni lông mà chặt để cái bọc luôn nhé đó em ơi mình có cái bọc rác màu đen không cái bọc quần rác đen bự bự cái tên bữa miếng rác bé ồ em phải làm đi em chỉnh trang đúng xin em mượn mượn em này nè ở đây mình có bọc rác lớn màu đen anh mượn cái trạm ủa xin bọc rác gì vậy Leon không tại tôi đang học làm designer. Giờ Dũng Minh Dũng quần quần nghe không? Ê quần tôi sang hơn nha. Không có quần của Vinh sang lắm. Vinh bỏ xuống đây quần vô đấy đấy quần không có chưa đó nè. Rồi hai đứa bỏ tay vô quần đây đẹp không đấy trời ơi bỏ tay chứ tôi nói y như hai chị em sinh đôi. Ủa vậy là cái fashion tôi là cái quần bọc rác. Ê, hả? Như thứ năm cái đổ rác của ông cơm. Nghe cỡ quần dùng đi. Giống không? Bà giống đi. Giống không hả? Giống y chang luôn á. Ghê vậy? Nè, hai quần y chang. Chẳng lẽ tôi đi dự sự kiện tôi mặc cái quần bọc đúng rác rồi, tao mà quay phía sau còn đẹp dữ nữa. Trời đó quỷ. Lắc đầu luôn kìa, nó mệt rồi. Giống không cơm? Giống không? Giống quần nó vậy giống bọc rác không? Nè, kêu nhỏ lên nói đi. Đó. Cái quần chị giống bọc rác không em? Giống không? Giống không? Giống. Cái lần sau đừng ăn quán này đi nha. Nó bỏ 19.99 để mua cái quần đó cho giống cái bọc rác. Đâu vậy trong khi đó tao xin này không có được bạc. Cái quần này hiệu Zara luôn đó. Đó, tại vì bữa đó cái thằng design này nó xỉn. Con kia kêu lấy sách giả ai nhờ nó lấy sách bọc rác nó cắt. Mày thấy không? Nó xỉn. Trời ơi, cái quần này hả? Sáu mấy đồng bạc của ta đó. Ôi, trả lời đi mà nói. Mặc lâu rồi. Bây giờ tụi em mới là thường thường là chị Thúy Nga chỉ quay review nhà hàng. Bây giờ tụi em quay review cái quần chị Thúy Nga. Em lại nhìn nó thoái mặt thùng rác lắm. Ủa, cái bận như nữa hả? Đó, lại review cái Nga nè. Em đây là một người em và đang làm mà chạy em ra mở nhạc nhỏ anh chị chúc em thôi nha.
để coi này nha, để Hiệp hỏi đây là đang review luôn nè. Hai hai chân rồi cố mày làm cái tay chưa, từ từ tức mẹ mày. Thôi mới nên mặc rồi. Không Vinh mặc thấy gớm lắm Vinh ơi. Đẹp hơn phun cao quá à. Em không biết làm sao. Ôi nghĩ sao mà cái quần tôi giống bọc rác trời, tôi thiệt á. Cho đâu rồi. Rồi bỏ hai túi vào rồi. Mặc lò nè. Nè em. Em thì cho mượn anh đâu. Em này giống không? Coi giống nhau. Đây này nè Vinh. Em Vinh là tiếng Nga luôn. Trời cái quần ta đẹp mà cái quần bọc rác. Đó, sạch vô kè bớt đây rồi. Giống thấy Nga không? Đó. Thấy Nga mua đen nay mặc quần bọc rác cái gì? Cái vụ đập hộp là không lại luôn á. Giống. Em, à, bây giống giờ em nói lại một tí đi. Chủ quán kia hả? Em nhìn đây, có giống em bọc rác không? Em quần chị có giống bọc rác không? Giống không? Đen chút nữa là giống. Giống hay không? Trời ơi, quần giá nó nồng cho nên nó giống bọc rác mãi là. Mày đuổi gì nó đi vào. Ủa em có làm đây đâu. Tới đây mà thấy quần bà giống một rác có phải ngồi nói cho ra nè, nè 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 em coi thì đi bon luôn. Ủa, không nghe đâu ông lợi nè bà ơi nè nè nói là như hai giọt nước nè rước dù đang nói lời công đạo nhìn xa xa giống giống trời ơi bà em bữa sau đừng ra ăn bả nữa nha. Trời ơi. Ôi, con này ra ăn nhà hàng bắt đầu ăn bãi chi cho vậy cho chồng bà đó. Ăn chứ, đừng ăn đi, nói chung là sao tôi không có đến quán này đâu. Đi về, đi về, đi về. Về. Thôi, không biết không hay đâu. Bà làm gì mà kêu ông quấn thì hại con này bà. Có đâu mà không được cái bao ăn vậy. Trong quán của bà đó, ở đâu rồi nè. Trời. Không quần cái thằng này nó làm nó may cái đợt quần nó bị đuổi việc luôn. Thì cái chân mặt nãy mau mà lại muốn chết luôn. Ôi ai hạnh phúc như tôi không? Lần đầu tiên được một trai đẹp bonsai đưa về nhà luôn luôn về. Đi ăn cháo đêm xong thấy không ảnh đàn ông không thấy sáu con gấu bông mà anh đính trên áo anh thấy đàn ông cỡ nào ui men dễ sợ luôn bình thường đi với Leon quen cái hình ảnh rồi nên tự nhiên thấy thái đàn ông khó chịu dễ sợ luôn đàn ông không nhìn nào thấy đàn ông mình không ui cảm nhận cái xe nữa nè. Ủa sao kỳ vậy muốn đi chi vậy? Cái này chưa lì tặng birthday. Ồ, tặng birthday mà tặng gì luôn hả? Ừ, đúng luôn đó. Hôm nay nó có cái mền đó. Ê, cái đó cho người khác đi chứ Leon. Thôi, tôi thích này. Ôi, Thái đâu có xài hạt đâu. Không có. Khi nào chán mấy gấu bông nhớ gửi cho tôi nha. Tôi về tôi đính áo người khác đúng không? Trong này có cái mền trong này. Ủa gì hả? Chỗ mấy cái này hợp với người khác lắm nè Thái ơi. Cát nó không thích này đâu. Thích. Trời ơi, con cát con tôi đẻ ra tôi biết mà nó thích cái gì tôi biết chứ Thái. Nó thích là bà thích. Không, nó thích Thái đàn ông mà ai mà xài mấy cái con vậy trời ơi. Trời ơi, tôi thích nhiều khi ngồi lái xe xa xa buồn buồn ở gờ vậy nè. Lần đầu tiên mà khoảnh khắc mình 12 giờ đêm mà một tráng sĩ đang ôm gấu bông đưa về nhà. Trời ơi, cảm thấy tự nhiên thấy mình nó mạnh mẽ dễ sợ luôn á. Tự nhiên nhiều lúc tôi đang suy nghĩ tôi không biết là ai luôn á mọi người. Anh Leon thì anh bỏ em rồi. Vũ Quang Vinh cũng bỏ em rồi. Nói chung là anh Thái đưa em về là có mục đích hết nha quý vị. Đáng lẽ em sẽ đưa cho anh một cái ống. Ống dài cỡ ảnh luôn á. Dài vậy đó mà hả? Trời ơi, nó dài bằng cái bề ngang cái xe này luôn á. Vậy sao nhét vô giữa? Bề ngang hay bề dài? Bề ngang thì cái chiều dài nó dài bằng cái. Ủa như vậy mình phải kiếm cái bình. Thì ấy đi, lát nữa tôi cho coi cái bình nhà tôi rồi tính. Hiểu không?